Ok, tiếp tục em lên con để bàn nha. Rồi. Em review con này nha. Con này là em chỉ để cho mọi người tham khảo thôi cho thấy được cái size, độ size. Lúc em lấy ra thì mọi người không biết kích thước nó bao nhiêu á, tại vì mình coi cho điện thoại á. Đó. Nên khó biết kích thước đó. Nên chút nữa em đo sau, nhưng mà so với con để bàn của em hay để là con này. Đấy, con này. Đó. Táo pin này. Ừ. Để mình đo kích thước thôi, em bỏ này xuống nha. Này là review con này. Ok. Rồi. Rồi, con này size to đó. So với con này thì nó như đây rồi. Thấy không? Con này mình để ngay chỗ bàn trang trí, chỗ mình để tivi á, bàn để tivi hoặc là bàn làm việc, góc học tập hoặc là để đầu giường. Đẹp. Con này là ba cái chốt của nó là bằng kim loại nha. Ok, tháo chanh bằng cách là mình tháo ba con ốc này ra. Đó. Muốn tháo ba con ốc này ra mình phải dựng như này, một con vít. Đó. Mình tháo ba con ví dụ thôi nha. Ví dụ như tháo cái này ra. Đó. Ví dụ vậy. Đó. Đây. Tháo đầu ra ba con lấy ra. Rồi trong đây có hai bức ảnh nha, một bức ảnh để mình để một bức ảnh nền phía trong. Đó, cái nền thì mình lấy nền nào cũng được đó, tùy thôi. Mình đo, mình lấy cái miếng này ra nè, mình cắt cái miếng nền nào cũng được, nền trắng, nền vàng, nền gì của mình cắt theo phía trong. Trong này có hai tấm, trong này có hai tấm, tấm phía trong nền, tấm phía ngoài là hình của mình nha. Rồi con này là bằng kim loại nha. Đó, ốc bằng kim loại. Ok, nhà hàng giờ em để cho chạy thời gian thì ok, không có chạy sai giờ, đứng chậm gì hết, nhưng mà đảm bảo đấy, em bé đồ bảo hành 12 tháng hết, máy móc không bảo hành rớt bể nha. Ok, rồi em đo kích thước luôn. Rồi, con này chạy một bên tiểu máy da băng, máy da băng. Ok, nhưng con này em chưa vệ sinh kỹ lắm, mình nói cho rửa xíu lại sạch, vệ sinh xíu là sạch liền đấy bạn. Ok, rồi đo cái thước luôn. Con này là cái viền của nó là bằng miếng xi, một miếng xi nhựa màu vàng. Đó. Mặt này như là mặt nhựa bo cong, bo viền cong, bo viền. Đó, nó bo viền với nhựa này, nguyên zin nha, chứ không phải là nhựa thay nhựa gì hết. Rồi đặt thước luôn. Kích thước in này là giá em để phần mô tả nha mọi người. Còn giá là biết sao không? Tại giá mô tả khi mà còn giá là còn máy còn đã bán là hết nha. Nó tiện. Con này chiều cao của nó là 30. Chiều cao nó 30 nha, 29 gần 30. Rồi. Bề ngang chia gấp lại. À, 32 nha. Bề ngang lộn 22, 30 22. Khi bung ra nè thì mà nhân đôi thôi, gì đâu 22 mà nhân đôi thôi, 42 40 42 gì đó, vẫn bắt buộc nó phải cong chứ để thẳng thì không được, nó phải cong nhẹ chút xíu, nó có điểm điểm giữ không? Con này nó cũng mỏng mà. Chiều dày của nó là 3 phân, nó hai cái gặp lại là 6 phân. Ok, số đẹp dễ thương. Rồi, em xin chụp hình lại nha. Để em làm hình nền. Mang đi đâu cũng dễ, nó gấp lại mang đi thôi.
Ok, mình bye bye.